Dầu 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 bà con sầu sầu sầu. Chào mừng 500 anh em đã quay trở lại cùng MNG trong series bình luận về Kali Server. Và đây là BF Gun V đến từ server Taiwan anh em nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với chế độ smart của server Taiwan. Đừng quên 3 khung giờ ngày chúng ta 11 giờ, 15 giờ và 19 giờ. Ngoài ra anh em quý mình thì hãy like và subscribe kênh Đờ YouTube để theo dõi thông tin mới nhất đến từ thế giới cao web. Luôn được cập nhật, đăng tải update thường xuyên như này. Rất mong được sự ủng hộ tất cả mọi người dành cho MNG với cả hai kênh Đờ Gaming và Đờ YouTube anh em nhé. Yeah, chế thôi. Đối thủ đầu tiên trong chế độ Smart, anh em nghĩ đó là ai? Mizuchi của server 32. Namlet, Miku, Hao Hat, Athena, Gula, Lugo, rất nhiều đúng không? Rất nhiều nhân vật quen mặt. Kula. Tiếc à? Nếu mà em tem mình gần full tư chất 14 nơi anh ạ. Thiếu đúng một con nữa full tư chất 14 nè. Thật sự là khó cho tem mạng giờ. Không có choáng đến từ vị trí của tem đi trong phát nấm đầu tiên. Không có phát choáng thứ hai. Ruột nó ra chứ nhỉ. Anh em nghĩ tụi cũng là những củ ruột nữa à. Anh em lại nghĩ tôi không dám đấm thủng ruột nó ra à, đúng không? Anh à, băng két đấy. Ôi dồi ôi, phát này nó vạ cái gì. Mang run vào nhỉ. Nghĩ nào lại thôi nhỉ. Tôi định mang run vào như thế nào thôi. Định mang run ho vào như nghĩ nào lại thôi nhỉ. Không cần thiết mang run ho vào nhịp này. Quýt luôn à. Đối thủ cảm giác không để chống đỡ được và đã quýt. Mizuchi của server 32 đã phải nhường chiến thắng đầu tiên dành cho BF Gun V rồi. Ai nhỉ? Quên nãy mất tên của server 157. Anh tôi.
Anh tôi gặp combo này nghe hơi mệt mỏi nhờ. Nhưng vẫn tôi vẫn tin anh tôi nhưng mà mặc dù biết là gặp combo kia hơi mệt mỏi nhưng ok à, nó lại không lấy combo đó anh em ạ, nó lại không lấy combo đó. Không lấy combo đó à? Thế thì mình lại dùng combo đó. Hơi ảo đấy. Anh tôi chắc chắn là có xuất vào sau rồi. Tôi xuất vào sau cho thằng này bay màu à? Ờ, nó xuất cho thằng gì kho không choáng được con Athena à? Bố có những bay màu thì nói anh tôi liên tục luôn à. Nổ liên tục luôn à. Rồi. Đánh như mẹ mày. Anh thấy anh tôi chấm sao rồi nha. Không sát thương nữa. Cánh thế thì anh tôi khả năng cao là không chống được rồi. Cánh thế thì liệu rằng anh em tôi có chống được không? Trông chờ phản đòn của anh tôi nghe chừng hơi khó nhỉ. Yeah.
mưa anh em. Thua tướng nhẹ, không chống được. Mà sao bốn con của mình vẫn còn ít máu hơn của nó đúng không? Khoái, không có đàm cũng khổ đấy. Không có đàm cũng khổ, khổ. Trông chờ vào cũng khổ. Yoli sao mà 57 sẽ đối thủ tiếp theo là anh tôi undercut my hand Athena. Long hổ à, sợ cặp long hổ à mà lấy kiểu thế. Cái gì cũng mất hai con thôi nha. Gì cũng mất hai con, ngủ mai nó dỗ phát thì kéo hết, kiểu gì cũng rớt hai con, mai nó dỗ cho phát là hẹo hết thôi. Phun cây kìa. Này đủ uy tín chưa anh em? Hừ, cỡ người kia vậy, đúng không?
Mai mổ bắt nạt bọn vớ vẩn thôi. Bắt nạt nào nổi Athena. Đấm nó vậy anh trai. Có thù hằn gì mà lại đấm thằng hen vậy anh trai. Thù hằn gì mà mình vẫn đấm vào thằng này. Anh em này khó sống rồi. Choáng trong choáng à? Nhóc mày muốn đấm chết tôi cơ. Ảo vậy. Thề lúc bạn nhiều lúc cảm giác đam ảo ma thật sự đấy. Nhiều lúc cảm giác đam ảo ma vãi. Hèn kiểu số mày phải chết. Số mày không thoát được đâu. À vẫn thoát được kìa anh em, easy được kìa. Lực nha, đấm hai mấy củ. Quá lực. Anh tôi đấm rất lực cả đằng khác. Undercut còn không kịp phản đam phát nào. Mình còn chưa thấy undercut của mình nữa. Mình còn chưa thấy undercut của mình đấm phản thôi kẹo. Vì cái lượng sát thương của gì nhỉ, Hen và Cu và Mai nó không đủ vào, không đủ để ngấm vào. Không đủ ngấm vào người của undercut đấy. Cuối cùng mình không giết được ai trong hai con vừa rồi. Mình không thể sắp đau ai anh em. Tại Hen cũng như là Mai mình không thể làm gì được nó. Còn đến những trận đấu tiếp theo là không đủ sốc nó nhỉ. Buồn ngủ ạ. Đấu tiếp theo Ác 13 ở server 642. Gunit, Mari, Benny. Kèo này thì Gunit lại có cửa anh em nhé. Vì chỉ là ba con tanh. Đây nha. Chê Mari à. Mình cho bạn phải hối hận.
Jose Maria. Số bạn hỏi ha. Làm tí cho nó vui.
hựa cái gì chúng ta đi luôn ngã ngựa ngay thì chống một mắt xí díu ngay chống thế nào nổi. Và tỷ số là 6-1. Clip này mình cũng xin phép tạm dừng đây thôi. Bye bye, hẹn gặp lại anh em clip tiếp theo nha. See you again và thank you.